chào quý vị và các bạn, tôi là Cam Hằng, chuyên viên tư vấn dự án Vinhomes Ocean Park đến từ Vinhomes Online. Ngày hôm nay thì tôi sẽ đưa quý vị đi trải nghiệm và tìm hiểu căn hộ mẫu studio của dự án hiện tại thì đang được đặt tại Tham City. Và tấm biển vừa rồi mà quý vị nhìn thấy thì đã ghi đầy đủ thông tin về diện tích cũng như là loại hình căn hộ và layout mặt bằng. Căn hộ này thì đang có diện tích thông thủy là 28m2. Vậy thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem với một căn hộ 28m2 thì sẽ đem đến cho cư dân những trải nghiệm như thế nào. Như quý vị cũng thấy thì đây là chiếc chuông cửa. Khi mà chúng ta nhận bàn giao căn hộ thực tế thì nó sẽ có thể hoạt động được. Còn đây, cửa thì cũng được thiết kế với cả hệ thống khóa thông minh. Bước vào căn hộ đầu tiên sẽ là không gian bếp, như quý vị thấy rất rộng rãi. Bởi vì những đối tượng khách hàng của căn studio thường sẽ là khách hàng sống một mình, hoặc là cùng lắm là những cặp đôi hoặc là vợ chồng trẻ. Thì với không gian bếp như thế này sẽ rất phù hợp và thoải mái để chúng ta có thể sinh hoạt. Còn bên này đây thì chúng ta sẽ bước vào không gian nhà tắm. Nhà tắm tương đối rộng rãi, được chia cụ thể gần như là 3 không gian riêng. Thứ nhất là khu vực bồn rửa và gương, thứ hai bên này là khu vực vệ sinh, và như tôi đang đứng sẽ là khu vực bồn tắm. Tắm như thế này thì chúng ta có thể thiết kế một cái tấm kính ở đây để ngăn lại, thì nó cũng sẽ ngăn cái việc là bị ướt ra sàn và có những không gian riêng để sử dụng rất là tiện lợi. Với một căn hộ studio thường sẽ không phân cách các không gian ra với nhau, tức là chúng ta sẽ để chung là khu vực phòng khách đây, khu vực phòng ngủ ở đây, và nó sẽ tạo được cảm giác là thông thoáng, không bị quá là bó hẹp cho căn hộ của mình. Và như thiết kế mẫu chúng tôi đang để thì như quý vị có thể thấy, bắt đầu từ bên này ạ, thì sẽ là tủ quần áo. Tủ quần áo thì được thiết kế gần như là một cái vách ngăn với phòng tắm luôn, nó sẽ tạo được cảnh quan. Cái thứ hai là cũng tiết kiệm diện tích cho gia chủ. Còn bên này là khu vực phòng khách, đến giường, và cuối cùng sẽ là một chiếc cửa sổ rất lớn. Cửa sổ này sẽ đem đến cho phòng ngủ của chúng ta một không gian thoáng. Và cái thứ hai nữa, tùy từng khách hàng, tùy từng nhu cầu, chúng ta có thể lựa chọn những tầm view mình mong muốn. Ví dụ như là những khách hàng mà yêu thích sự yên tĩnh chẳng hạn, chúng ta có thể lựa chọn view nội khu và ở tầm cao. Còn với những khách hàng mà chúng ta yêu thích sự sôi động nhộn nhịp thì quý vị có thể chọn ở tầng tương đối thấp và hướng về trường học hoặc là trung tâm thương mại. Còn như bên này thì quý vị có thể thấy đây là một lô gia phụ. Lô gia phụ này là một điểm cộng rất lớn với các căn hộ của Vinhomes. Với diện tích rộng như thế này thì quý vị có thể thoải mái đặt một cục nóng điều hòa. Thậm chí là sau này chúng ta có thể đặt thêm một chiếc máy giặt và một dàn phơi phóng quần áo ở đây, thì nó sẽ thông thoáng và tiện lợi. Cái thứ hai là khi mà chúng ta đóng cửa lại thì nó cũng sẽ không làm ảnh hưởng gì đến tầm view của căn hộ cả. Và như vậy là tôi đã giới thiệu cho quý vị những điểm chi tiết nổi bật nhất của căn hộ studio dự án Vinhomes Ocean Park. Nếu như quý vị vẫn còn những thông tin, những thắc mắc cần giải đáp thì hãy truy cập lên trang web của chúng tôi là online.vinhomes.vn hoặc gọi điện đến số hotline để nhận được thông tin tư vấn nhanh và chính xác nhất.